Hắc ám Tây Du hồi thứ 76, Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất chiến. Ở trong khoảng thời gian một tháng này, Tô Ngộ Không đã triệt để dung hòa, hấp thu hỏa hệ thần thạch. Chính xác mà nói là thần thạch chủ động dung hợp tiến vào trong thân thể Tô Ngộ Không. Chẳng qua có chút tiếc nuối là nguyên bản ngũ thải thần thạch hấp thu 72 chủng dị hỏa. Vậy mà đối với thân thể Tô Ngộ Không có bài xích cực lớn. Bởi vậy trong quá trình dung hợp hỏa thuộc tính, 72 chủng dị hỏa sau cùng lưu lại chỉ còn có 7 đạo. Theo thứ tự là Thái Dương Kim Hỏa, Tịch Diệt Chân Hỏa, Hắc Viêm Bạo Liệt Hỏa, Cửu Minh U Viêm, Bát Quái Linh Hỏa, Huyễn Tật Thiên Hỏa, cuối cùng là Địa Ngục Luân Hồi Hỏa. Nhất chung dị hỏa này chính là giữa thiên hạ bá đạo nhất thần dị hỏa diễm. Thái Dương Kim Hỏa chính là Tam Túc Kim Ô trời sinh mang theo hỏa diễm, nắm giữ uy lực chí cương chí dương. Tịch Diệt Chân Hỏa là Phật gia chí cường hỏa diễm, nắm giữ năng lực bài trừ hết thảy tà ác, có thể xưng là khắc tinh của ác quỷ. Hắc Viêm Bạo Liệt Hỏa là một ngọn lửa cực kỳ không ổn định, gặp được chấn động cơ hội nổ tung mà lại uy lực cực kỳ lớn. Cửu U Minh Viêm hiệu xưng ma chơi kinh khủng nhất trong địa ngục, có thể đốt hết tiên Phật thần thức, phàm là bị Cửu U Minh Viêm nhiễm vào người đồng đều đánh mất lý trí, biến thành ác quỷ, chính là một loại tà hỏa. Bát Quái Linh Hỏa chính là một loại tiên thiên linh hỏa, là loại hình dị hỏa phòng ngự 10 phần hiếm thấy. Tương truyền Bát Quái Linh Hỏa vừa ra sẽ tự nhiên ngưng tụ thiên địa đại đạo, hình thành bát quái đồ án, lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Huyễn Tật Thiên Hỏa là một loại hỏa diễm bá đạo trên cửu trùng thiên, nắm giữ năng lực công kích vật lý cường đại nhất, chỉ cần nhiễm phải Huyễn Tật Thiên Hỏa, không có gì có thể diệt, chỉ có thể để cho nó tự hành đốt hết. Sau cùng là Địa Ngục Luân Hồi Hỏa, tương truyền từ bên trong lục đạo luân hồi tự nhiên sinh thành một loại hỏa diễm. Ngọn lửa này có khả năng trực tiếp đem người ta đánh vào lục đạo luân hồi, chứa đựng uy năng cực kỳ khủng bố. Người nắm giữ Địa Ngục Luân Hồi Hỏa có thể tùy ý ra vào lục đạo luân hồi, xuyên việt hư không vô tận. Bảy đạo dị hỏa này theo hỏa hệ thần thạch tan vào thân thể Tô Ngộ Không về sau, liên hiện lên thất tinh chi thế tại vùng đan điền, lặng lặng trôi nổi. Điều đáng nhắc tới chính là tại thời điểm dung hợp bảy đóa hỏa diễm bên trong Thái Dương Kim Hỏa, kim cô bổng bỗng nhiên hướng về phía Tô Ngộ Không truyền đến một đạo thanh âm khao khát. Lập tức Tô Ngộ Không linh cơ nhất động, liền phân ra một sợi Thái Dương Kim Hỏa tan vào bên trong kim cô bổng. Sau đó Tô Ngộ Không lấy thần thức dò xét, liền phát hiện khí chung thế giới bên trong kim cô bổng, bởi vì có thêm một tia Thái Dương Kim Hỏa này, vậy mà phát sinh biến hóa cực lớn. Đầu tiên chính là phía trên giữa khoảng thế giới này hiện lên một vầng Thái Dương càng thêm chân thực, mà lại bắt đầu từ từ đông thăng tây lạc. Sau đó trong thế giới này vậy mà ẩn ẩn có bốn mùa phân chia. Tuy rằng bởi vì lúc thay đổi không nhìn thấy mùa vụ biến động, chẳng qua loại cảm giác này của Tô Ngộ Không là sẽ không sai. Mọi việc diễn ra đối với kim cô bổng này thật sự không thể tin nổi. Theo Tô Ngộ Không hấp thu càng ngày càng nhiều ngũ thải thần thạch, khí trùng thế giới bên trong kim cô bổng cũng lại càng ngày càng hoàn thiện. Từ ban đầu rỗng tuếch đến lúc hấp thu linh vận thổ hệ thần thạch, sau đó huyễn hóa ra vô biên đại địa, về sau hấp thu kim hệ thần thạch, lần nữa huyễn hóa ra vô số cao sơn, lại tiếp tục hấp thu thủy hệ thần thạch, huyễn hóa ra giang hà hồ hải cùng thải vân đầy trời. Lần này hấp thu hỏa hệ thần thạch về sau càng là xuất hiện bốn mùa biến hóa, nhật thăng nhật hạ cùng từ từ thanh phong. Cái duy nhất còn thiếu chỉ là sinh mệnh bên trong khí trùng thế giới này đã là càng lúc càng giống một cái thế giới chân chính bên ngoài thực tại. Ngay khi thần thức Tô Ngộ Không rời khỏi nội khí thế giới, Địa Ngục Luân Hồi Hỏa bên trong thể nội lại bắt đầu sao động bất an. Sau cùng càng khiến Tô Ngộ Không thực sự phải một phen trợn mắt hốc mồm, tự hành phân ra một sợi hỏa diễm tan vào bên trong kim cô bổng. Sau đó vậy mà thế giới bên trong nó bắt đầu diễn hóa ra lục đạo luân hồi. Đương nhiên vẫn chỉ là khởi nguyên nhỏ nhoi ban đầu, thế nhưng chỉ riêng điều này đã khiến Tô Ngộ Không phải giật mình kinh hãi. Thần thức lần nữa rời khỏi pháp ký, lúc này rốt cuộc tâm lý cũng đã an tĩnh lại. Lại nói về phần Lục Nhĩ Mi Hầu, khoảng thời gian bị Hồng Hải Nhi kéo vào không gian này cũng là từng đợt kinh ngạc, chỉ là sau đó có một thanh âm chuyển đến trong đầu của hắn. Lục Nhĩ Mi Hầu đang từ kinh ngạc toàn bộ chuyển thành một cơn cuồng hỉ. Bởi vì quỷ diện nhân cũng chính là Hồng Hải Nhi đã nói với Lục Nhĩ Mi Hầu hắn có một giọt Hoàng Long chân huyết. Vậy thì làm sao có thể để Lục Nhĩ Mi Hầu không mừng rỡ như điên? Long, đó là một chủng tộc tôn quý nhất thế gian, mà trong long tộc cường đại nhất theo thứ tự là Long Tổ Thanh Long, Hoàng Long Hắc Long, Bạch Long cùng Hồng Long. Thanh Long cũng đồng thời là một trong tứ thánh thú.
Về sau tất cả loài rồng đều là do Thanh Long sở sinh, bởi thế xưng là Long Tổ, giống Ứng Long, Trúc Long, Giác Long vân vân, đều là đời sau của Thanh Long. Mà Hoàng Long thì là loại rồng tổ tiên. Loại Long ý tứ nói đúng ra là những thứ Long có một số dị thú đặc thù, tương đối tên cũng là Long sinh cửu tử. Bên trong cửu tử, nếu như muốn nói rõ hơn, chính là Long sinh cửu tử. Cũng không phải là nói Hoàng Long thì sinh ra 9 con trai, số 9 đại diện cho số cực điểm là vô số ý tứ. Bao gồm tất cả Long tử thì thuộc về Tù Ngưu, Trào Phong, Bồ Lao, Nhai Tý, Thao Thiết, Phách Hạ, Bệ Ngạn, Toàn Nghê, Tiêu Đồ. Cái này là cửu tử nổi danh nhất. Hắc Long là thiên hạ tà ác đứng đầu Long tộc, cùng kỳ đào ngột hỗn độn, thượng cổ hung thú đều là do Hắc Long chi tử. Bạch Long tương truyền là Tây Phương Long Thủy Tổ Kỳ Từ, cùng Đông Phương Thần Long có khác nhau rất lớn, sau lưng mọc lên hai cánh, giống mọc ra cánh thần lằn. Hồng Long là ngũ đại thủy tổ thần bí nhất giữa Long tộc, trời sinh sở hữu nhục thể cực kỳ mạnh mẽ, tương truyền là tổ tiên thượng cổ khủng long. Lúc đầu khủng long chính là bá chủ bản cổ giới, không những thân thể cường đại mà lại càng là có thần thông mạnh mẽ. Chỉ bất quá về sau còn lại Tứ Long Tổ cùng Hồng Long phát sinh đại chiến, Hồng Long đời sau toàn bộ diệt tuyệt, vẫn không dư thừa. Ngũ đại Long Tổ mỗi một loại đều có thần thông lớn lao. Theo truyền thuyết, chỉ cần tề tự ngũ đại Long Tổ chân huyết thì có thể mở ra một đại bí mật kinh thiên động địa. Bởi vậy, lúc nghe Hồng Hải Nhi nói hắn nắm giữ một giọt Hoàng Long chân huyết, Lục Nhĩ Mi Hầu thật là chấn kinh. Trách không được quỷ diện nhân có thể bằng vào linh lực huyễn hóa ra 9 đầu hỏa linh thánh nhân sơ kỳ, thì ra là mượn vào sức mạnh của Hoàng Long chân huyết. Nếu như mình có thể nắm giữ giọt chân huyết này, lại tan vào bên trong xích huyết Du Long Côn, lúc đó thật không biết thực lực sẽ tăng lên tới trình độ nào. Ngay tại thời điểm trong ánh mắt Lục Nhĩ Mi Hầu còn không dám tin, một giọt vàng óng ánh ngưng tụ như thủy ngân huyết dịch bỗng dưng bay ra, từ từ lơ lửng ngay trước người Lục Nhĩ Mi Hầu. Chật chật, quả nhiên là Hoàng Long chân huyết chứa đựng uy thế to lớn, quả thực khiến người ta phải kinh hãi. Mặc dù nói xích huyết Du Long Côn của Lục Nhĩ Mi Hầu bên trong đã có một giọt Thanh Long chân huyết, lại thêm còn lại mấy đầu huyết nhục thần long, chẳng qua những thứ đó sớm đã tan vào xích huyết Du Long Côn, bởi vậy cũng không thể trực tiếp cảm thụ như lúc này. Hai tay cơ hồ là run rẩy, Lục Nhĩ Mi Hầu xuất ra xích huyết Du Long Côn, sau đó từ từ điểm đến giọt Hoàng Long chân huyết này. Ngay tức khắc, xích huyết Du Long Côn phát ra một thanh âm vui sướng to rõ như tiếng long ngâm, giống như cá voi hút nước, liền đem một giọt chân huyết này nuốt thẳng vào bên trong. Còn không đợi Lục Nhĩ Mi Hầu kịp cao hứng, chỉ thấy xích huyết Du Long Côn bỗng nhiên một trận rung động. Ánh mắt của hắn lúc này lộ ra một ánh nhìn quỷ dị. Xích huyết Du Long Côn vậy mà lại nhỏ ra 4 giọt chân huyết màu sắc không đồng nhất. Đây là cầu long, đúng rồi, đây là ly long, cái này đây là trúc long, liền ứng long cũng bị gạt ra. Thì ra khi Hoàng Long chân huyết tan vào Du Long Côn về sau, lại đem nguyên bản 4 giọt thần long huyết nhục cứ thế áp bức ra ngoài. Quả nhiên là Hoàng Long cũng thật là quá mức bá đạo đi. Nhìn lấy 4 giọt huyết dịch phiêu phù ở giữa không trung, Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên thở dài một hơi. Tuy rằng đã lường trước qua dung hợp Hoàng Long chân huyết chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy, nhưng lại sông không dám nghĩ sẽ xảy ra phản ứng kịch liệt đến như thế. Không còn cách nào, nếu bỏ đi thì quá là phí phạm tài vật. Lục Nhĩ Mi Hầu đành phải đem 4 giọt huyết dịch lần nữa tan vào thân thể. Ứng Long chân huyết tan ở phía sau gáy, cầu Long chân huyết tan ở bên trái cánh tay, ly Long chi huyết bên phải cánh tay, còn lại trúc Long huyết dịch tan vào thức hải trên trán. Sau đó, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức ngồi xếp bằng toàn lực luyện hóa 4 giọt chân huyết long dịch, mà xích huyết Du Long Côn cũng đang cố gắng dung hợp một giọt Hoàng Long chân huyết bá đạo này. Cứ như vậy, tại chỗ không gian đó, hai người trọn vẹn đã đi qua mất cả một tháng, rốt cục vào hôm nay, hai người đã bước ra ngoài. Cũng chính là lúc này, hai người Mộc Cảnh Tịch cùng Mộng Quy cũng đã chạy tới, nhưng là nhìn lấy Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu, ánh mắt không có hảo ý, cho được giữa cảm giác hết sức xấu hổ. Hai vị chắc hẳn cũng là tộc trưởng Mộc Cảnh Tịch của Linh Mộc tộc cùng Huyễn Yêu tộc tộc trưởng Mộng Quy. Đúng vậy đại thánh, có thể nói Mộng Quy ta cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đã có quen biết, bởi thế ta thật lấy làm xấu hổ, nhưng vẫn muốn trả lời đại thánh một vấn đề: tất cả đám hầu tử hầu tôn đều bình an vô sự, bọn họ vẫn còn ở tại bên trong tàng mộc xâm lâm. Chuyện mới vừa rồi rất hy vọng đại thánh không nên trách tội, chúng ta cũng không phải là cố ý lừa gạt đại thánh. Ha ha, Hồng Hải Nhi mang mặt nạ hẳn là bảo bối của Huyễn Yêu tộc, thật đúng là lợi hại, ngay cả hỏa nhãn kim tinh của lão tôn đều nhìn không thấu.
Biết Tôn Ngộ Không trong lòng vẫn là có chút oán khí, bởi thế Mộng Quỳ chỉ là càng thêm lúng túng cười nhẹ, không hề có nói tiếp. Vừa rồi tính toán, ta biết các ngươi cũng là có ý tốt, nếu như không phải vậy, ta đúng là đang dự định sẽ từ bỏ viên thần thạch kia. Bất quá bây giờ sự việc đã đến nước này, còn nói thêm gì nữa cũng vô dụng. Thôi thôi, thua thiệt Ngưu Ma Vương một nhà, chỉ có thể từ từ mà trả. Một tiếng thở dài bất đắc dĩ, quá nhiều người đã phải chết. Tôn Ngộ Không thâm tâm đã đau đến chết lặng. Lời vừa nói xong, bốn người đều lầm vào trầm mặc. Lúc lâu sau, vẫn là Tôn Ngộ Không mở miệng nói, đi thôi, dẫn ta đi lấy mộc hệ thần thạch, liền tại ta xem qua một chút, số mệnh cuối cùng đến cùng là cái gì đây. Mộng Quy vừa muốn trả lời, Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên ngắt lời nói, hãy khoan, có người đến, tốc độ quá nhanh, không phải người mà chúng ta quen biết. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa mới nói xong, ba người Tôn Ngộ Không cũng cảm giác được, có kẻ khác đang nhanh chóng bay tới. Vừa quay đầu, hỏa nhãn kim tinh đã trừng ra, sau đó liền bỗng nhiên cất tiếng a ha, cười nói, ngốc tử, ngươi vì sao gấp gáp như thế. Thì ra người đang bay tới chính là Từ Thiên Đình, một đường chạy vội mà đến, Chư Bát Giới. Xa xa nhìn thấy thật là Hầu Ca, Chư Bát Giới thậm chí người còn chưa tới, liền đã mở lời hô lớn, Hầu Ca chạy mau, có người muốn giết ngươi, chạy mau. Lúc này, Tôn Ngộ Không mới nhìn rõ Chư Bát Giới, hiện tại bộ dáng hết sức chật vật, chẳng những linh lực cơ hồ là tiêu hao hết, mà lại trước ngực càng là có một vũng máu lớn. Tôn Ngộ Không nhất thời tâm lý giật mình, không kịp nói tiếp, đại thánh một cái bổ nhào lật lên hướng về phía Chư Bát Giới bay đi, trong chớp mắt liền tiếp vào Chư Bát Giới, sau đó nâng đỡ hắn đứng thẳng trên mặt đất. Ngốc tử, rốt cục là chuyện gì xảy ra, tại sao ngươi lại tổn thương nặng như vậy? Đúng rồi, ngươi nói có người muốn giết ta, là người nào muốn giết ta? Liên tiếp những vấn đề xảy đến, có thể nhìn được Tôn Ngộ Không lúc này tâm lý vô cùng lo lắng. Năm đó lấy kinh một đoàn người, Tiểu Bạch Long triệt để mất tích, tin tức hoàn toàn không có. Sao Hòa Thượng cũng không biết ven đường. Chẳng qua Tôn Ngộ Không một lần lại mơ hồ nhìn thấy Sao Hòa Thượng tại bên trong địa phủ, chẳng qua cũng không thể xác định rõ. Chưa nói đến Đường Tăng vì cứu mình mà cũng chết, hiện tại chỉ có một sợi hồn phách tại Bàn Đào Viên. Có thể nói nếu như Chư Bát Giới lại xảy ra chuyện gì, Tôn Ngộ Không chỉ sợ cũng không muốn sống nữa. Liên cả huynh đệ cũng không cách nào bảo vệ được, hắn còn có mặt mũi nào để sống chui nhủi trên thế gian. Một hơi hỏi xong nghi ngờ trong lòng, Tôn Ngộ Không vội vàng để Chư Bát Giới nằm yên dưới đất, sau đó cho linh lực của mình quán trú vào Chư Bát Giới, khôi phục thương thế. Chư Bát Giới ngồi xuống về sau, thật dài thở một hơi, rồi hướng về chung quanh nhìn qua một vòng. Nhìn thấy Chư Bát Giới lần này cử động, Tôn Ngộ Không tâm lý bỗng nhiên đau đớn. Hầu Ca đâu, đã lâu không gặp. Nghe được Bát Giới rên rỉ nói, Tôn Ngộ Không tức khắc không cầm được lệ rơi đầy mặt. Ngày đó từng khung cảnh của những người sắp chết lại xuất hiện trước mắt Tôn Ngộ Không. Nếu không phải là mình khăng khăng một người tiến về cực bắc băng nguyên, nếu không phải là mình mang đi độ hóa liên hoa, nếu không phải là mình vô dụng, làm sao sư phụ lại chết? Chư Bát Giới nhìn thấy Tôn Ngộ Không bộ dáng kỳ quái, ngẫm nghĩ lại, tâm lý liền cảm giác được có điểm xấu. Hầu ca, người mau nói đi, sư phụ đâu rồi, hắn không phải là đi cùng ngươi sao? Ngốc tử, hắn đã. Lời còn chưa dứt, Tôn Ngộ Không đã khóc không thành tiếng, mà Chư Bát Giới càng là đột nhiên thì sững sờ. Đại não trong nháy mắt trống không. Bát Giới là sư huynh vô dụng, không thể bảo hộ ta. Chư Bát Giới bỗng nhiên đẩy Tôn Ngộ Không ra ngoài, cũng không để ý đến thương thế của mình, đôi tay khẽ vẫy, cửu sử đinh ba đã lập tức hiện lên trong tay. Bên kia Lục Nhĩ Mi Hầu tay mắt lanh lẹ, một tay liền tóm lấy cửu sử đinh ba của Chư Bát Giới, nâng lên cao rồi nói, bình tĩnh một chút, chớ vội xúc động. Tỉnh táo, ngươi nói ta làm sao tỉnh táo? Năm đó đến Tây Thiên lấy kinh, trải qua 9981 nạn không chết. Lần trước đại cử tiến công thiên đình cũng không chết. Về sau bị Như Lai lão nhi đánh lén đều không có chết. Thế nhưng, hiện tại người nói cho ta biết, không có thiên đình không có Phật môn, còn có ai làm hại được hắn? Hai mắt đỏ thẫm, Chư Bát Giới nhìn thẳng Tôn Ngộ Không rống lên cơn giận. Tuyệt nhiên không để ý trước đó, thương thế lần nữa thêm trầm trọng. Nước mắt giọt giọt tuôn ra, ở ngực đau đến quả thực muốn nổ tung. Tôn Ngộ Không, ngươi thực sự là nói rằng, ta hôm nay đến chỉ là để cho ngươi biết một sự kiện, Hằng Ngà muốn giết ngươi, ngươi chạy được bao xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Một câu cuối cùng, thực lực của Hằng Ngà hiện nay quả thực vượt qua thánh nhân. Nói xong, Chư Bát Giới đi từ từ đến trước mặt Tôn Ngộ Không. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng bọn người Mộng Quy vừa muốn ngăn cản, Tôn Ngộ Không bỗng phất tay, ngăn cản đám người Lục Nhĩ. Ngốc tử, ta biết mình vô dụng, hại chết Bạch Long, hại chết Lão Sa, hiện tại
lại hại chết sư phụ, ta cũng không còn mặt mũi làm đại sư huynh của ngươi. Ngươi nếu là muốn báo thù, muốn chém giết, muốn róc thịt tùy ngươi, lão tôn ta tuyệt đối không một chút nhíu mày. Thế nhưng Tôn Ngộ Không vừa nói xong, Chư Bát Giới chợt một cái bàn tay hung hăng tát thẳng vào trên mặt Tôn Ngộ Không, đồng thời mười phần tức giận quát: đừng nghĩ ta ngu xuẩn, lão chư ta vẫn còn có thể phân rõ người nào mới thật sự là cừu nhân. Thù này ta sẽ tự mình báo, không ngần đến ngươi nhúng tay. Nói xong, Chư Bát Giới quay đầu giá vân liền rời đi không một chút do dự. Ai có thể nghĩ đến sư huynh đệ gặp mặt lại thành ra kết quả như vậy. Bên cạnh Lục Nhĩ Mi Hầu muốn đứng ra thuyết phục, lại cũng không biết mở miệng như thế nào cho phải. Mà Mộng Quy cùng Mộc Cảnh Tịch càng là không biết nên phải làm sao. Ha ha, hiện tại cả Bát Giới cũng đi, có lẽ ta thật đã sai rồi. Có lẽ lúc trước ta nên ở Hoa Quả Sơn là một tên tiểu hầu vô ưu vô lo, rất tốt rất tốt. Các ngươi đều đi thôi. Lục Nhĩ, ngươi đi xem một chút, xem đám hầu tử hầu tôn bọn chúng có phải còn tốt hay không. Ta muốn tự mình yên lặng một chút. Nói xong, Tôn Ngộ Không đứng dậy dựng lên cân đấu vân, cũng không phân biệt phương hướng, cứ như vậy mà bay đi. Lục Nhĩ, ngươi hãy đi lên theo đại thánh xem qua một chút, ta cảm thấy rất không yên lòng. Mộc Cảnh Tịch trung quy là không yên lòng, có lẽ nói là không dám xem nhẹ tương lai của yêu tộc. Đừng lo, lão đại đã nói muốn một mình yên tĩnh, vậy liền để hắn được tự do một chút. Đi thôi, ta đi xem qua bầy hầu tử. Mà Tôn Ngộ Không lại là mang theo nỗi đau vô tận một đường lao nhanh, lại không biết rõ bay mấy ngày vài đêm về sau, rốt cục dừng lại cân đầu vân trước một tòa đại sơn. Đơn giản là vì trước mắt Tôn Ngộ Không xuất hiện một chỗ động phủ. Động phủ phía trước có một bia đá, trên tấm bia đá có chữ khải Linh Đài Phường Thốn Sơn Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Bởi vì Tôn Ngộ Không trong lúc vô tình vậy mà đi vào động phủ của Tu Bồ Đề Tổ Sư. Ngay khi Tôn Ngộ Không còn do dự không biết có nên đi vào hay không, bên tai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm: đến thì đã đến, còn không bước vào nhìn qua, chẳng lẽ là ngại động phủ của vi sư cũ nát. Nghe được thanh âm này, Tôn Ngộ Không nhất thời sững sờ, sau đó đủ loại cảm giác tất cả đều tràn vào trong lòng, không tự chủ nổi, càng là nặng trĩu thêm. Kẻ bất hiếu đổ nhi Tôn Ngộ Không lễ bái. Nói xong, Tôn Ngộ Không trực tiếp quỳ xuống, dập đầu liên tiếp 9 cái khấu đầu. Dập đầu xong, Tôn Ngộ Không mới chậm rãi đi vào trong động. Quen thuộc vòng qua những nơi xưa cũ, Tôn Ngộ Không trực tiếp đi vào một chỗ sơn động mà Tu Bồ Đề Tổ Sư đang tu luyện. Ngài vẫn tốt chứ? Lần trước thiên giới đại chiến, đa tạ ân sư đã viện thủ. Ha ha, đồ nhi ngốc, cùng vi sư làm gì phải khách khí như vậy. Tu Bồ Đề vốn đang xếp bằng ở trên bồ đoàn cũng đứng lên, nhìn lấy Tôn Ngộ Không, gương mặt hiền lành. Nhìn thấy nụ cười quen thuộc này, Tôn Ngộ Không nhất thời thì bổ nhào vào trong ngực sư phụ, gào khóc. Tu Bồ Đề cũng biết Tôn Ngộ Không tất nhiên là gặp phải điều gì đó không giải được kết. Nếu không tại sao lại khổ sở như vậy? Thật tốt, đồ nhi ngốc, hãy nói qua cho vi sư nghe một chút, rốt cục là xảy ra chuyện gì, tại sao lại thống khổ như vậy? Ta thật là đáng chết, tam tạng đã bị ta hại chết. Hiện tại cả Bát Giới đều vứt bỏ lão tôn mà đi. À, đường tam tạng hắn làm sao có thể? Tu Bồ Đề lộ ra gương mặt kinh ngạc, bởi vì đường tam tạng cùng Tôn Ngộ Không đều đã chứng đạo thành thánh. Bởi thế, dù là với tu vi cao thâm của Tu Bồ Đề, cũng không cách nào thôi diễn ra được chuyện gì đã xảy ra. Tối đa cũng là mơ hồ, đoán định ra được một chút mà thôi. Vừa khóc, Tôn Ngộ Không vừa cùng Tu Bồ Đề Tổ Sư nói, lúc ấy, qua cực Bắc Băng Nguyên lấy thủy hệ thần thạch, đã có chuyện phát sinh, sau đó còn nói qua một số chuyện về sau. Vậy hột phách của Tam Tạng, người có thể nghĩ cách lưu lại. Ân sư, lưu lại là do hư vô độ hóa hoa của đường Tam Tạng lưu lại. Hiện tại hồn phách cùng thân thể đều ở tại bản đào viên chỗ của Phàm Hình. Có nàng ta ở đó, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. May mắn, chỉ cần hồn phách vẫn còn, ngày sau thì có hy vọng khiến cho đường Tam Tạng sống lại. Cái này không thể không nói là Tam Tạng còn vận khởi. Ngộ Không, kỳ thực người có chỗ không biết, những người ở dưới cảnh giới của thánh nhân tử vong về sau, hồn phách đều sẽ về ở địa phủ, nghe theo thập điện Diêm La phán quyết, sau cùng quyết định nơi hồn phách sẽ luân hồi. Thế nhưng, là một khi đến cảnh giới thánh nhân là sẽ không thể dễ dàng tử vong. Mà nếu như một khi vẫn lạc, hồn phách kia sẽ trực tiếp phá vỡ không gian, tiến về thượng giới Hoàng Tuyển Chi Quốc. Nếu như tới đó coi như rất phiền phức. Hoàng Tuyển Chi Quốc ư, đây là nơi nào, đồ nhi chưa từng được nghe qua. Hoàng Tuyển Chi Quốc là một chỗ cực kỳ quái dị trên thế gian. Nơi đó là thế giới chỉ cho phép hồn phách thượng đẳng tồn tại. Sở hữu trong vũ trụ các thế giới,
chỉ cần là thánh nhân chi cảnh trở lên, sau khi chết, hồn phách đều sẽ bị Hoàng Tuyển chi quốc tiếp dẫn, từ đó sẽ không xuất hiện ở cái thế giới này. Lại còn có cả những chuyện đó, đúng là ta chưa từng nghe nói qua. May mắn lưu lại được hồn phách, nếu không phải vậy, chỉ sợ thật phiền phức to. Tốt, còn về phần những chuyện khác ta cũng không thuận tiện nhiều lời, hết thảy đều dựa vào chính người mình ngộ. Nhớ kỹ, thế gian này đúng và sai đều là tương đối. Ngươi hãy tạm thời lưu lại Tà Nguyệt Tam Tinh Động này cùng với ta đi, nghỉ ngơi một phen cũng tốt. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Sau đó, Tôn Ngộ Không ở lại bên trong động phủ này, ngồi bất động một chút đã qua 3 ngày. Thời điểm khi đến ngày thứ 4, Tôn Ngộ Không cả người bỗng nhiên tâm thần bất an, luôn cảm thấy tất phải có đại sự phát sinh. Đáng lẽ Tôn Ngộ Không còn tưởng rằng là chính mình vì nghĩ quá nhiều, thế nhưng sau đó loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Sau cùng, Tôn Ngộ Không thật sự là không thể chịu đựng được cảm giác khó chịu đó. Chưa kịp từ biệt sư phụ, trực tiếp đứng dậy một cái lộn nhào, hướng về tàng mộc xâm lâm mà đi. Mà khi Tôn Ngộ Không rời đi về sau, Tu Bồ Đề cũng giống như có cảm giác, vội vàng bấm ngón tay tính toán. Thế nhưng kết quả thôi diễn ra, vậy mà 10 phần mơ hồ, thậm chí mơ hồ đến nỗi chẳng thể nhìn ra điều gì. Thế nhưng là bởi vậy, Tu Bồ Đề mới suy đoán ra, tất nhiên là đã phát sinh đại sự kinh thiên động địa. Không phải vậy, với tu vi hiện tại của Bồ Đề sẽ không khó khăn để biết kết quả. Càng nghĩ càng không yên lòng, sau cùng Bồ Đề lại hướng về tọa hạ đệ tử phân phó vài câu, đem theo chí bảo Bồ Đề nhánh liền một đường đuổi sát theo Tôn Ngộ Không mà đi. Cùng lúc đó, tại Bắc Câu Lô Châu cực bắc chi địa, một người mặc đạo bào xanh tuấn mỹ, người trẻ tuổi này bỗng nhiên từ hư không xuất hiện, sau đó ngẩng đầu cứ như vậy nhìn lấy phía đông, tựa hồ lại thôi diễn ra điều gì. Sau một hồi lâu, người trẻ tuổi kia bỗng nhiên nhướng mày, hỏng bét, Lục Nhĩ gặp nạn, yêu tộc gặp nạn. Nói xong một cái vẫy tay, trên 9 tầng trời, một tòa tinh mỹ tuyệt luân cung điện bỗng nhiên hư không tiêu thất, tựa hồ là đem cất giấu ở một chỗ không gian nào đó. Thế nhưng có người nào khác có thể nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, thời khắc khi cung điện trên 9 tầng trời kia biến mất, một cái tiểu linh đang nhỏ bé cho bên hông người trẻ tuổi kia lại lắc động một cái rất khó nhận ra. Sau đó, người trẻ tuổi tuấn mỹ này cũng đứng dậy, bay lên không trung, hướng về phía đông cực tốc bay đi. Lúc này, tại Côn Lôn Sơn Kiến Mộc Đỉnh, một người mặc thân đạo bào màu trắng, người trung niên này nhẹ nhàng đong đưa vũ phiến, có chút phong phạm, thư sinh tiêu sái. Trên khuôn mặt bạch y đạo nhân này, mày kiếm mắt sáng, chẳng qua lại luôn luôn vô ý toát ra một đạo cảm giác xấu xa. Chà chà, vốn cho rằng yêu tộc này biết thuận đại thế mà hưng, lại không nghĩ rằng cô gái nhỏ đó biết chặn ngang một gạch. Tới đây, có chút hơi phiền toái rồi đa. Dù sao, vẫn là phải đi xem qua một chút. Có thế nào hắn cũng là yêu tộc hy vọng chi tử. Vừa dứt lời, bạch y đạo nhân này chậm rãi đi trở về Côn Lôn Thần Cung. Tại bên trong một chỗ cơ quan trùng điệp, lấy ra 2 bảo vật, thả vào trong tay áo. Sau cùng, đứng dậy giá vân mà đi. Tuy rằng cũng đồng dạng là giá vân, tốc độ của bạch y đạo nhân này quả là nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Lúc này, tại bên ngoài biển Tây Bắc, Xích Thủy Chi Bắc Trường Vĩ Sơn, một vị đại hán toàn thân hất lên một đầu già thú xích hồng sắc. Đại hán này thổi hơi theo bắc phong gào thét, hàn phong lẫm liệt, hơi thở tựa như xích nhật nóng bức, ánh sáng thái dương nóng rực. Trên tay cầm 2 thanh khai thiên cự phủ, ánh mắt đỏ rực, nhìn qua phía đông. Xem ra, ta cũng nên ra ngoài đi dạo một chút. Năm đó không ít kẻ chết kẻ trọng thương, hiện tại không biết còn thừa ra mấy tên. Mặc kệ, nếu ta lại không ra tay, yêu tộc tất phải diệt vong. Nói xong, đại hán này đột nhiên nhảy lên, liền đã đứng tại cửu thiên chi thượng, sau đó cứ như vậy bỗng dưng mà bay đi, mục đích chính là cực đồng chi địa. Lúc này, tại 33 tầng trọng thiên, trên một hư vô thế giới, Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, chúng ta phải đi. Món nợ lần trước chính là lúc này phải đòi lại. Diệt thiên đỉnh ta, bức hại đệ tử, kỳ tội đáng phải chết. Vâng, cẩn tuân nhất khí hóa tam thanh, nguyên thủy thiên tôn, diệu vô thượng đế pháp chỉ. Sau đó, 3 người chân đạp 3 đóa thành vân, hướng về cực đồng chi địa mà đi. Lúc này Thái Thượng Lão Quân, một thần thương tế, đã hoàn toàn khôi phục, mà lại đạo hạnh càng là ẩn ẩn có tinh tiến. Các lộ nhân mã lúc này toàn bộ đều đã hướng về cực đồng chi địa mà tới. Đương nhiên, còn có thiên đạo hóa thân Hằng Nga kia, cũng đã hướng về tàng mộc xâm lâm mau chóng đuổi theo. Những người này tuy cùng đường, nhưng lại có mục đích khác nhau. Cho dù là mục đích gì, cái mà họ nhắm đến chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Hồng Hải Nhi đã tự động hy sinh thân mình để Tôn Ngộ Không thuận lợi dung hợp hỏa hệ thần thạch.
chưa kể còn đỡ đem một giọt Hoàng Long chân huyết cho Lục Nhĩ Mi Hầu tấn thăng thần khí. Hiện tại hai đại yêu vương của Hầu tộc thực lực tuyệt đối đại tiến, tất cả những cao nhân mạnh nhất của yêu tộc và thần tộc còn sót lại đều sắp đến hội tụ tại Tàng Mộc Sâm Lâm. Trong đó đáng kể nhất phải nhắc đến Nguyên Thủy Thiên Tôn, mang danh Nguyên Thủy Thiên Vương, từ thời Hồng Hoang hình thành, sau khi bản cổ thân vẫn, tương truyền thực lực đã ở cảnh giới Hỗn Nguyên Đại Đạo. Phía Hầu tộc, hai cao thủ vừa xuất sơn là những ai? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 77 để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch bản cổ đại thần Na Tra Tam Thái Tử Nhị Lang Thần. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.